Nội dung làm việc hôm nay của chúng ta là sẽ học về các phép toán trên tập hợp số. Như vậy là sẽ gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là giới thiệu các bạn về các tập hợp số. Nội dung thứ hai đó là thực hiện các phép toán trên tập hợp số gồm có ba phép toán. Phép toán thứ nhất là giao của hai tập hợp. Phép toán thứ hai là hợp của hai tập hợp. Và phép toán thứ ba là lấy hiệu của hai tập hợp. Thì cái bài học hôm nay nó có cái gì là quan trọng thì thầy giải thích với các bạn như sau. Sau cái nội dung này thì các bạn sẽ bước sang một cái phần rất là hay của toán lớp 10. Nó gần với toán lớp 9 ấy, rất gần với toán lớp 9. Cho nên nhiều khi các bạn học lớp 10 sẽ quên là mình đang học lớp 10 vì thấy nó giống toán lớp 9 quá. Đó là các bạn sẽ học giải phương trình vô tỉ và giải phương trình, giải hệ phương trình, giải bất phương trình, giải hệ bất phương trình. Lên lớp 11 thì các bạn sẽ học về giải phương trình lực giác. Lên lớp 12 thì các bạn sẽ học về giải phương trình mũ và phương trình logarit. Thì tất cả những thứ liên quan đến phương trình và hệ phương trình thì đều liên quan mật thiết đến nội dung buổi học hôm nay. Do đó, nếu các bạn học tốt được cái nội dung của buổi học hôm nay thì các phần giải phương trình sau này ở lớp 10, lớp 11 và lớp 12 các bạn học sẽ rất là nhàn và không bị sai. Nội dung tiếp theo thầy muốn trao đổi với các bạn đó là vậy thì cái bài học hôm nay có cần làm những bài học bài tập khó hay không ấy? Thì thầy khẳng định với các bạn là không, vì cái bài học hôm nay nó chỉ là những kỹ năng cơ bản và yêu cầu các bạn đạt được kỹ năng đó để sau chúng ta sử dụng kỹ năng này làm những cái bài tập phía đằng sau thôi. Thế thì bài học hôm nay sẽ gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là thầy giới thiệu với các bạn về các tập hợp số và tập con của nó. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ làm một số ví dụ để các bạn biết là hóa ra cái quá trình làm nó đơn giản như thế. Sau đấy thì chúng ta sẽ cùng làm một cái bài luyện tập khoảng độ 20 câu. Thế thì chúng ta làm sớm, nghỉ sớm các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu làm việc, các bạn ghi chép cho thầy. Các bạn ghi cho thầy đó là các phép toán trên tập hợp số. Các phép toán trên tập hợp số. Rồi, phần thứ nhất ta nói đến là tập số tự nhiên. Đây, cái tập số đầu tiên mà các bạn tiếp cận từ năm lớp 1 đấy, đó là tập số tự nhiên. Thì nó gồm các số đó là số 0, số 1, số 2, số 3. Đây là tập các số tự nhiên, chúng ta ký hiệu là tập N. Các bạn có một cái gạch ở bên cạnh nhé, gạch bên cạnh. Chúng ta đọc là tập số tự nhiên. Thì trên cái tập số tự nhiên này thì chúng ta có cái phương trình như sau. Ví dụ các bạn giải phương trình là x trừ 2 bằng 0. Đấy, thầy xét cái phương trình này. Giờ thầy mới hỏi một bạn trong lớp mình là có giải được phương trình này hay không? Thầy hỏi bạn là Vũ Trường Giang cho thầy biết nghiệm của phương trình này là bao nhiêu? Em thầy là Trừ 2 bằng 0 thì x bằng mấy? Em chuyển về sang. x bằng 2 ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Làm cẩn thận thế. Rồi bây giờ trong cái tập số tự nhiên các bạn nghe kỹ nhé. Trong tập số tự nhiên bây giờ thầy xét cái phương trình này. Đó là thầy lại xét cái phương trình đó là x cộng 2 bằng 0. Rồi thầy hỏi Lâm Khánh. Lâm Khánh cho thầy biết phương trình này có nghiệm là bao nhiêu. Chúng ta nghiệm là âm 2. Rồi sai rồi, phương trình này vô nghiệm. À, thầy chẳng nói. Ok chưa, Khánh?
Ok rồi. Rồi, vì sao? Vì không có một số tự nhiên nào khi cộng với 2 nó bằng 0 cả. Với lý do như thế này cho nên người ta sẽ tạo ra một cái tập số mới. Đấy, đây là lý do người ta sẽ tạo ra một cái tập số mới này các bạn này. Đấy, người ta tạo ra một tập số mới. Và các số được đánh như sau: 0, 1, 2. Phía bên này là âm 1, âm 2. Và tập số này người ta gọi là tập số nguyên. Đấy, hay là tập số nguyên Z. Được chưa nào? Tập số nguyên. Thì trên tập số nguyên này rõ ràng cái phương trình là x cộng 2 bằng 0. Nó lại có nghiệm, đó là x bằng âm 2. Đấy, có nghiệm là x bằng âm 2. Thì trong quá trình làm việc với tập số nguyên, người ta xét cái phương trình như sau. Đó là 2x trừ 3 bằng 0. Rồi, thầy hỏi An Giang, theo em thì phương trình này có nghiệm là bao nhiêu? Em thưa thầy, có nghiệm là 3 phần 2. Rồi, em lại giống như bạn Khánh. Đó là trong tập số nguyên Z thì phương trình này vô nghiệm. Em chú ý chúng ta đang làm trong tập số nguyên Z nhé. Thì không có một số nguyên nào để phương trình này có nghiệm đâu. Do đó phương trình này là vô nghiệm. Với lý do như vậy thì người ta tiếp tục tạo ra một cái bộ số mới. Tập số mới. Đó chính là tập số hữu tỉ quy. Đấy, tạo ra một cái tập số mới, đó là tập số hữu tỉ quy. Thì trên tập số hữu tỉ quy này thì chúng ta có những số như sau. Nó vẫn chứa các tập số nguyên. Nhưng nó xuất hiện thêm những số mà chúng ta hay gọi đó là phân số. Ví dụ như số 3 phần 2 chẳng hạn. Và cụ thể ở đây nó gồm các số có dạng là P trên Q. Gồm các số có dạng là P trên Q. Trong đó P và Q là những số nguyên. Q khác không. Để phép chia này có nghĩa. Đấy. Thì khi đấy cái phương trình là 2x trừ 3 bằng 0 mới có nghiệm như bạn Giang nói, đó là x bằng 3 phần 2. Các bạn có thể thấy nghiệm của nó nha. Đấy, nghiệm của nó này. Rồi, bây giờ thầy lại xét trong cái tập số hữu tỉ quy phương trình sau. X bình trừ 2 bằng 0. Thầy hỏi bảo là phương trình này có nghiệm không? Em như thấy là không ạ. Rồi, chính xác. Trong tập số hữu tỉ quy thì phương trình này vô nghiệm. Vì không có số hữu tỉ nào bình phương lên nó bằng 2 đâu. Thế từ đây người ta lại tạo ra cái bộ số tập số tiếp theo. Và chúng ta biết đến đó chính là tập số thực R. Đấy, tập số thực R các bạn ghi như thế này nhé. Và trên tập số thực R này thì nó chứa tất cả những số hữu tỉ đã có ở phía trên. Và nó chứa thêm những số vô tỉ. Cụ thể ở đây là số được ký hiệu là căn 2 và trừ căn 2. Khi đấy phương trình x bình phương trừ 2 bằng 0 sẽ có nghiệm là x bằng âm căn 2 và x bằng căn 2. Đấy. Đây các bạn rút ra một bài học như sau. Đó là khi các bạn giải phương trình, các bạn phải để ý xem là chúng ta đang làm việc trên tập số nào. Ví dụ người ta bảo là hãy làm việc trên tập số tự nhiên, hãy làm việc trên tập số nguyên, hãy làm việc trên tập số hữu tỉ hoặc hãy làm việc trên tập số thực. Và bắt đầu từ thời điểm này trở đi, các bạn phần lớn là làm việc trên tập số thực mà thôi. Đấy, làm việc trên tập số thực mà thôi. Và các bạn sẽ làm việc trên tập số thực đến gần hết lớp 12 các bạn nhé.
Bây giờ thầy lại đưa ra một cái phương trình như sau. Đó là thầy xét phương trình x bình phương cộng 1 bằng 0. Rồi thầy hỏi Bảo Nhi phương trình này có nghiệm hay không? Có nghiệm là bao nhiêu? Đấy, đất đấy, thế này mà đổ vào quả ngoài đây. Phương trình này vô nghiệm nhé Bảo Nhi nhá. Và tại sao nó vô nghiệm? Thì em có thể tính delta của nó nhỏ hơn không, hoặc em có thể thấy là x bình cộng 1 nó luôn lớn hơn không trên tập số thực, nên phương trình này vô nghiệm. Được chưa nào? Để sau này người ta sẽ tạo ra một cái bộ số mới, tập số mới, đó là tập số thứ 5. Biểu diễn của nó hơi phức tạp vì nó sẽ biểu diễn trên hệ trục tọa độ. Nhưng cái phương trình này, cái tập số này gọi là tập số phức C. Và cái phương trình x bình phương cộng 1 bằng 0, nếu làm việc trên tập số phức thì nó lại có nghiệm. Đó là x bằng trừ y và x bằng y. Vậy là cái phương trình này sẽ có nghiệm trên tập số phức. Nhưng cái tập số phức này thì mãi đến tận lớp 12, cuối lớp 12 chúng ta mới học. Do đó khi các bạn bấm máy tính thì một số máy tính hiện đại nó vẫn cho các bạn nghiệm. Nhưng nếu cái nghiệm nào mà chứa chữ y này này các bạn này, đấy thì các bạn sẽ hiểu đấy là nghiệm phức. Và tại thời điểm này chúng ta không thừa nhận nghiệm phức nhá. Tức là chúng ta không lấy nghiệm phức vì chúng ta làm việc trên tập số thực thôi. Trên đây thầy đã trình bày lại với các bạn 4 tập hợp số, gồm có tập số tự nhiên, tập số nguyên, tập số hữu tỉ và tập số thực. Và trên mỗi cái tập số này hãy lưu ý về việc giải phương trình. Đó là người ta yêu cầu chúng ta giải phương trình trên tập số nào thì chúng ta phải lưu ý, vì có thể trên tập số nguyên nó vô nghiệm nhưng trên tập số hữu tỉ nó lại có nghiệm. Các bạn hết sức lưu ý điều này. Nếu bài toán không giải thích gì thêm, thì chúng ta coi là đang làm việc trên tập số thực nhé. Rồi phần tiếp theo thầy sẽ trình bày với các bạn một nội dung có tên đó là các tập con. Các tập con của tập số thực. Và sau này chúng ta sẽ làm toán trên các tập con này. Ý thứ nhất, chúng ta nói về khoảng AB. Thì khi nói về khoảng AB thì các bạn sẽ có hai ý hiểu như sau. Ý thứ nhất đó là khoảng AB sẽ là một tập hợp gồm các phần tử x sao cho x thuộc vào R, A nhỏ hơn x, x nhỏ hơn B. Ý thứ hai là chúng ta biểu diễn nó trên trục số. Đây là A, đây là B. Khoảng AB tức là bên A thầy ghi cái khoảng tròn, bên B này thầy cũng ghi khoảng tròn. Đấy, sau đó thầy nối nó lại. Thì đây là khoảng AB các bạn nha. Đấy, khoảng AB. Cái nội dung thứ hai đó là nửa khoảng.
nửa khoảng. Thì nửa khoảng ở đây nó có hai tình huống. Tình huống thứ nhất đó là hoặc vuông ở đằng trước hoặc tròn ở đằng sau. Thì chúng ta sẽ hiểu nó như thế này. Nửa khoảng AB sẽ gồm những phần tử x sao cho x thuộc vào R, A nhỏ hơn bằng x, x nhỏ hơn B. Các bạn phát hiện ra điều gì? Đó là nếu là hoặc vuông ở chỗ A thì sẽ đạt được số bằng ở vị trí A. Nếu chúng ta vẽ nó trên trục số hay cái khác là biểu diễn trên trục số thì chúng ta sẽ biểu diễn như sau: A, B. Tại A các bạn đánh cho thầy một cái hoặc vuông như thế này, và tại B chúng ta đánh cho thầy một cái hoặc tròn như thế này, sau đó chúng ta nối nó lại. Thì đây là cách biểu diễn nửa khoảng. Đấy. Tình huống số 2 các bạn có thể gặp được đó là nửa khoảng AB nhưng ở vị trí A thì nó là hoặc tròn, còn ở vị trí B thì nó là hoặc vuông. Chúng ta sẽ hiểu nó như sau. Nửa khoảng AB sẽ gồm những phần tử x sao cho. Rồi, đăng thử phát biểu cho thầy cái đoạn này xem nào. Vâng, sao cho x thuộc R ạ? X thuộc R. Vâng, A nhỏ hơn x. Và x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng B ạ. Rồi, thầy cảm ơn, rất tốt. Rồi, các bạn thấy là ở B có hoặc vuông thì nó sẽ đạt được số bằng ở B. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục biểu diễn nó trên trục số các bạn nhé. A, B. Tại B thầy vẽ cái ngoặc vuông này trước. Tại A thầy vẽ ngoặc tròn. Sau đó thầy nối nó lại. Thì đây chính là cách biểu diễn nửa khoảng AB. Rồi, chúng ta còn một cái nội dung nữa, đó là đoạn các bạn nhé. Thầy viết xuống trang tiếp theo, phần 3. Đó là đoạn. Đoạn AB. Để xác định cái đoạn AB ấy, thì chúng ta có hai cái cách hiểu như thế này các bạn. Cách hiểu duy nhất đó là gì? Đó là đoạn AB là một tập hợp gồm các phần tử x sao cho
A nhỏ thua bằng X. X nhỏ thua bằng B. Xin lỗi thầy biết thiếu mất rồi. Đó là X thuộc vào R. A nhỏ thua bằng X. X nhỏ thua bằng B. Các bạn thấy rằng là ở hai đầu mút đều có khoảng vuông nên nó đạt được dấu bằng tại cả A và B. Bây giờ thầy sẽ biểu diễn cái đoạn AB này trên hệ trục tọa độ. Xin lỗi, trên trục số. Rồi đây là A. Đây là B. Tại A và B thì thầy sẽ dùng các khoảng vuông các bạn nhé. Dùng các khoảng vuông này. Đấy, sau đó thầy nối nó lại. Và như vậy thầy đã biểu diễn xong đoạn AB trên trục số. Cách biểu diễn này nó cho các bạn một cái nhìn rất trực quan các bạn nhé. Một cái nhìn rất trực quan. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các phép toán trên tập hợp số. Rồi, thực hiện các phép toán. Các phép toán trên các tập hợp số này. Để xét ví dụ số 1. Cho tập A là quả từ âm 7 đến 5. Tập B là quả từ 3 đến 9. Yêu cầu phần A, hãy tìm A giao B. Phần B, hãy tìm A hợp B. Phần C, hãy tìm A trừ B. Và phần D, đó là hãy tìm B trừ A. Vậy là chúng ta có thể thực hiện các phép toán lấy giao, lấy hợp và lấy hiệu của các tập hợp A và B. Thì chúng ta sẽ đưa ra lời giải như thế này. Phần A. Thầy sẽ tạo ra một cái trục số, sau đó thầy sẽ điền các giá trị như sau. Các bạn nhìn kỹ nhé. Thầy sẽ điền các giá trị đó là âm 5, âm 7 này, 5 này, 3 này, 9 này. Điền 4 giá trị này lên trục số. Âm 7, 3, 5, 9. Thầy sẽ viết xa ra một chút là âm 7 ở đây, 3 ở đây, 5 ở đây và 9 ở đây. Khi chúng ta điền các giá trị này trên trục số thì các bạn sắp xếp từ bé đến lớn như thầy vừa làm. Sau đó chúng ta biểu diễn tập A. Tập A là khoảng từ âm 7 đến 5. Vậy âm 7 là thầy dùng vòng tròn. Đến số 5 này thầy cũng dùng vòng tròn. Vậy thầy nối nó lại. Thầy đã biểu diễn xong tập A. Bây giờ chúng ta biểu diễn tập B là khoảng từ 3 đến 9. Thì tại vị trí số 3 chúng ta cũng dùng vòng tròn. Tại vị trí số 9 chúng ta cũng dùng vòng tròn. Chúng ta nối nó lại. Đây là tập B. Như vậy chúng ta đã biểu diễn được tập A và tập B trên trục số. À, để thuận lợi thì thầy sẽ vẽ luôn hình cho cả 4 phần ABCD. Rồi, đây chính là 4 phần ABCD. Đây là phần B. Đây là
đây là phần C và đây là phần D. Lưu ý với các bạn đó là các bạn đừng tiết kiệm, mỗi một phần các bạn vẽ một hình nhé, thì nó sẽ không bị nhầm. Bây giờ chúng ta sẽ lấy dao của A và B. Vậy dao của A và B nó là phần chung của A và B. Đây, thầy sẽ đánh dấu dao của A và B như các bạn đang thấy đây. Đấy, chính là dao của A và B. Thì nhìn vào đây chúng ta đọc được kết quả như sau. Tập A giao với tập B là khoảng từ 3 đến 5. Các bạn viết như thế này trước nhé. Sau đó các bạn xem dùng giống hoặc tròn hay dùng giống hoặc vuông. Thì tại vị trí số 3 này các bạn thấy nó là hoặc tròn. Tại vị trí số 5 này nó cũng là hoặc tròn. Vậy A giao B là khoảng từ 3 đến 5. Hoàn toàn tương tự, bây giờ chúng ta làm phần B, đó là A hợp B. A hợp B gồm các phần tử hoặc thuộc vào A hoặc thuộc vào B. Vậy thầy đánh dấu những phần tử hoặc thuộc vào A và hoặc thuộc vào B đây. Như các bạn đang thấy là thầy đã đánh dấu xong rồi. Nhìn vào kết quả chúng ta đọc được A hợp B là tập hợp từ âm 7 đến 9. Bây giờ chúng ta nhìn dấu này, tại số âm 7 này là ngoặc tròn, tại số 9 này cũng là ngoặc tròn. Vậy chúng ta thấy là hai ngoặc đều là ngoặc tròn. Với phần C thì chúng ta phải thực hiện phép trừ, đó là A trừ B, tập hợp A trừ đi tập hợp B. Tập hợp A trừ đi tập hợp B là một tập hợp gồm các phần tử thuộc vào tập A và không thuộc vào tập B. Đây các bạn nhìn. Vậy thầy đánh dấu nó lại nhé. Đây là những phần tử thuộc vào tập A và không thuộc vào tập B. Vậy là nó sẽ chạy từ âm 7 đến 3. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu quan sát cho thầy này. Đây là cái chỗ khó mà các bạn cần phải lưu ý. Tại số âm 7 này thì các bạn quan sát thấy nó là ngoặc tròn. Và nó không liên quan đến tập hợp nào. Vậy các bạn giữ nguyên nó là ngoặc tròn. Tiếp theo này. Tại số 3 các bạn thấy nó là ngoặc tròn nhưng mà ngửa quay lưng lại nhé. Quay lưng lại. Thì trong cái phép trừ ấy, trong phép trừ, thì cái ngoặc tròn quay lưng này lại thì chúng ta sẽ chuyển nó thành ngoặc vuông. Đấy, ngoặc tròn quay lưng lại thì chúng ta sẽ chuyển nó thành ngoặc vuông. Đấy, các bạn hết sức lưu ý cái trường hợp này nhé. Đó là trong phép trừ hai tập hợp, nếu các bạn thấy ngoặc tròn quay lưng này thì bên kia các bạn sẽ phải dùng là ngoặc vuông. Ngược lại, bên này mà là ngoặc vuông quay lưng thì bên kia chúng ta sẽ dùng ngoặc tròn. Đấy, nó bị đảo dấu nhé các bạn nhé, đảo dấu. Trường hợp số 3, trường hợp số 4, đó là chúng ta lấy B trừ A. Tập B trừ tập A này sẽ là một tập hợp, bây giờ chúng ta đánh dấu nhé. Tập B trừ tập A sẽ gồm các phần tử thuộc vào tập B mà không thuộc vào tập A. Thầy đã đánh dấu xong rồi. Đấy, các bạn có thể quan sát đây chính là tập B trừ tập A này. Kết quả sẽ được đọc là từ 5 đến 9. Chúng ta quan sát ở vị trí số 9 này nó là ngoặc tròn. Quan sát ở vị trí số 5 này nó là ngoặc tròn quay lưng. Đấy, thầy đánh tô đậm này ngoặc tròn quay lưng. Thì trong phép trừ các bạn đảo dấu ngoặc tròn thành ngoặc vuông. Đấy, chúng ta đảo dấu ngoặc tròn thành ngoặc vuông. Và chúng ta có kết quả của phần D. Với cách làm như thế này thì các bạn không bao giờ bị nhầm về dấu. Và các bạn quan sát rất dễ dàng.
thầy nhắc lại là quan sát rất dễ dàng. Chiến ghi xong thì báo cho thầy Chiến nhé. Xong rồi thầy ơi. Rồi thầy cảm ơn. Rồi các bạn nhìn thấy nha, đấy chúng ta đã thực hiện được các phép toán với tập A và tập B này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tiếp các phép toán tiếp theo nhé. À, thầy xét ví dụ số 2. Ví dụ 2. Nếu bạn nào mà chưa ghi kịp các bạn báo cho thầy ngay nhé. Ví dụ 2. Cho tập A là nửa khoảng từ âm vô cực đến số 3. Và tập B là nửa khoảng từ âm 2 tới dương vô cực. Yêu cầu thứ nhất là hãy tìm A giao B. Yêu cầu thứ hai đó là tìm A hợp B. Yêu cầu thứ ba là tìm A trừ B. Và yêu cầu thứ tư là tìm A B trừ A. Đấy, tìm tập B trừ tập A. À, chúng ta lại cùng nhau vẽ hình. Trước tiên là chúng ta làm với phần A. À, nói về cái vẽ hình này thì thầy lại phải chia sẻ với các bạn, đó là rất nhiều các anh chị trước các bạn cứ nghĩ cái vẽ hình này nó đơn giản cho nên là hay khinh thường. Hay khinh thường thì dẫn đến là bài dễ thì nó không nói làm gì. Nhưng khi gặp bài khó và sau này học lên cao ấy, thì là hầu như đều gặp khó khăn. Thế nên lời khuyên với các bạn đó là gì? Các bạn hãy kiên trì vẽ hình những cái hình đấy. Nó rất đơn giản để vẽ thôi. Thế nên các bạn kiên trì vẽ hình một chút nhé. Rồi, thầy đã điền xong được số âm 2 và số 3 rồi. Bây giờ thầy biểu diễn tập A trước này. Tập A là nửa khoảng từ âm vô cực đến 3. Số 3 là ngoặc vuông. Thầy vẽ ngoặc vuông ở số 3 này. Sau đó thầy ngoằng tít ra đằng sau này. Đấy. Tập B là nửa khoảng từ âm 2 đến dương vô cực. Thì tại âm 2 nó là ngoặc vuông này, thầy vẽ ngoặc vuông này. Rồi chạy ra đến dương vô cực. Đấy, chúng ta vẽ nó như thế này. Và chúng ta đã biểu diễn xong tập A và tập B. Rồi chúng ta lại tiếp tục làm vẽ luôn hình cho phần C. Đấy, thầy sẽ vẽ luôn hình cho phần C và phần D các bạn nhé. Nó bị lật mất. Rồi, chúng ta có các hình cho phần A, phần B, phần C rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các phép toán lấy A giao B các bạn này. A giao B thì gồm các phần tử vừa thuộc vào tập A, vừa thuộc vào tập B. Nên thầy sẽ vẽ nó như thế này. Các bạn thấy được ngay đúng không nào? Đấy, chúng ta vẽ ra này. Cần thiết thì các bạn sẽ đánh dấu cho nó đẹp lên thôi. Kết luận. Tập A giao với tập B
sẽ chạy từ âm 2 đến 3. Các bạn nhìn cách lấy dấu này. Tại số âm 2 chúng ta lấy ngoặc vuông, tại số 3 chúng ta lấy ngoặc vuông. Vậy chúng ta đã đạt được kết quả rồi. Đến phần B này, tập A hợp tập B. Hợp của hai tập hợp gồm các phần tử vừa hoặc thuộc vào A hoặc thuộc vào B. Vậy chúng ta thấy là lấy tất. Đấy, chúng ta lấy tất này. Rồi, như vậy kết quả ở đây là nó sẽ chạy từ âm vô cực đến dương vô cực. Đấy, đến phần C rất đặc biệt các bạn nhé. Phần C đó là chúng ta lấy A trừ B. Tập A trừ đi tập B này sẽ gồm các phần tử thuộc vào tập A mà không thuộc vào tập B. Đấy, sẽ thuộc vào tập A mà không vào tập B. Chúng ta đánh dấu đó đây các bạn này. Rồi, đánh dấu xong. Như vậy, đọc kết quả sẽ là gì? À, âm vô cực đến số âm 2. Thì chắc chắn chỗ âm vô cực này chúng ta đánh ngoặc tròn rồi. Nào, hãy chú ý đến số âm 2. À, Cúc cho thầy biết em sẽ dùng ngoặc vuông hay ngoặc tròn ở số âm 2 này. Alo, Cúc cho thầy biết em sẽ dùng ngoặc vuông hay ngoặc tròn ở số âm 2 này. Em thưa thầy em dùng ngoặc vuông. Rồi, ngoặc gì? Ngoặc vuông ạ. Em nhìn nhá, tại số âm 2 này ngoặc vuông nó quay lưng này. Ngoặc vuông nó quay lưng thì trong phép trừ ngoặc vuông phải biến thành ngoặc gì? Ngoặc tròn. Cúc nhớ được chưa? Vâng. Rồi, như vậy em phải biến nó thành ngoặc tròn nha. Đấy, trong phép trừ nó có một điểm rất đặc biệt, đó là nó sẽ, các bạn nhìn thấy ngoặc vuông quay lưng thì các bạn sẽ biến nó thành ngoặc tròn. Rồi, bây giờ sang phần D, đó là chúng ta phải thực hiện, đó là lấy tập B trừ tập A. Thầy sẽ đánh dấu tập B trừ tập A này là những phần tử thuộc vào tập B và không thuộc vào tập A. Đấy, các bạn phát hiện ra là phần này. Rồi, nó sẽ lấy từ số 3 đến dương vô cực. Rồi, thầy hỏi Duy Hưng cho thầy biết tại dương vô cực em dùng dấu gì? Duy Hưng. Dạ em đây thầy. Dạ dạ. Em dùng dấu gì? Em dùng dấu tại dấu dương vô cực tròn ạ. Rồi, tại số 3 em dùng dấu gì? Dùng ngoặc vuông ạ. Úi rồi, đấy. Em nhìn này. Tại số 3 nó là cái dấu ngoặc vuông quay lưng này. Thì phía bên này đối với dấu trừ em phải đảo lại dấu. Đang là ngoặc vuông quay lưng thì bên này em phải dùng thành ngoặc gì? Ngoặc tròn ạ. Ừ, nhớ được chưa? Dạ rồi ạ. Ừ, nhớ nha, không là em sẽ bị nhầm dấu đấy. Đấy, các bạn chú ý nha. Khi các bạn thực hiện phép trừ, nếu các bạn nhìn thấy ngoặc vuông quay lưng thì các bạn chuyển thành ngoặc tròn. Ngược lại, các bạn nhìn thấy ngoặc tròn quay lưng thì các bạn chuyển thành ngoặc vuông. Trong phép trừ, một lưu ý rất quan trọng để các bạn không bị nhầm dấu.
Rồi thầy sẽ trình bày với các bạn thêm một ví dụ số 3. Các bạn nhé, ví dụ số 3. Ví dụ số 3 này nó hơi nâng cao một chút. Thế nhưng nó giúp các bạn có một cái nhìn rất là hay về trục số và các phép toán trên trục số. Đề bài như sau. Cho tập A có tọa độ là 0,5. Xin lỗi, tập A là đoạn 0,5. Cho tập A là đoạn 0,5. Đấy, tập B là đoạn từ 2A đến 3A cộng 1. Câu hỏi là hãy tìm A. Hãy tìm A để tập A giao với tập B khác tập rộng. Tập A giao với tập B khác tập rộng. À, đây là một nội dung rất hay và nó sẽ trong nếu trong bài kiểm tra ấy, thì nó sẽ là cái câu hỏi để các bạn được điểm 9 và điểm 10. Thế cho nên là thầy rất muốn giới thiệu với các bạn cái bài tập này cũng như cái kỹ thuật làm. À, có thể nói dùng một cái từ là kỹ thuật làm ở đây nó rất ngây thơ. Đấy, thầy dùng cái từ ngây thơ. Rồi, chúng ta sẽ trình bày bài toán này như sau. Đầu tiên thầy sẽ kể một cái trục số. Đấy, thầy sẽ kể một trục số này. Và thầy điền cái tập A vào trước. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại điền tập A vào trước? Vì thầy thấy rằng tập A này nó tường minh hơn, nó là số 0 và số 5, dễ làm hơn. Vậy thầy điền số 0 vào đây. Các bạn nhìn cho kỹ nhé, thầy điền số 0 vào đây này. Sau đó thầy điền số 5 vào đây. Số 0 chúng ta dùng ngoặc vuông, số 5 chúng ta cũng dùng ngoặc vuông và chúng ta nối nó lại. Như vậy chúng ta đã điền xong tập A. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu tập B. Chúng ta làm xong tập A rồi này, bây giờ chúng ta làm đến tập B. Rồi thầy sẽ vẽ tập B ra đây. Đây là tập B các bạn này. À, đầu mút này là 2A. Đầu mút bên cạnh là 3A cộng 1. Tại 2A thì chúng ta dùng ngoặc tròn. Tại 3A cộng 1 chúng ta dùng ngoặc vuông. Các bạn đã nhìn thấy tập B chưa? Đấy, thầy đã vẽ xong tập B. Bây giờ yêu cầu của bài toán là hãy làm sao cho tập A và tập B giao nhau khác rộng. Vậy chúng ta phân tích điều kiện số 1 như sau. Các bạn nhìn vào tập B có dạng là 2A đến 3A cộng 1. Thì các bạn lưu ý là gì? Là cái cận đằng sau này phải lớn hơn cận đằng trước. Vậy là số 2A này phải nhỏ hơn 3A cộng 1. Các bạn nhé, phải nhỏ hơn 3A cộng 1. Đây là điều kiện số 1 các bạn cần phải giải. Bây giờ đến điều kiện số 2. À, thầy sẽ lấy cái tập B này để thầy di chuyển. Các bạn nhìn thầy đang cầm tập B này để thầy di chuyển. Bây giờ nếu thầy đặt ở vị trí này, đặt ở vị trí này, thì các bạn cho thầy hỏi đó là tập A và tập B giao nhau bằng gì? À, Hoài Thương cho thầy câu trả lời. Nếu thầy đặt ở vị trí này thì tập A giao tập B bằng gì?
Hoài Thương. Em đây. Chưa có câu trả lời. Đây, em nhìn tập A và tập B có chạm nhau không? Không ạ. Không chạm nhau, như vậy giao của nó bằng gì? Nó có điểm chung không? Không ạ. Như vậy A giao B bằng rỗng em nhé. Em nhìn thấy A giao B bằng rỗng chưa? Ok chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ thầy đặt ở B ở vị trí này. Em cho thầy biết là tập A giao với tập B như thế nào? A giao B cũng rỗng luôn. Rỗng luôn, như vậy nó có thỏa mãn yêu cầu của bài toán không? Có ạ. Ủa, yêu cầu của bài toán là khác rỗng kìa. Em thỏa mãn em nhé. Vâng. Bây giờ thầy đặt ở vị trí này. Nào, thầy đặt ở vị trí này, em thấy là A giao B khác rỗng chưa? Chưa. Em có thấy phần chung của A và B không? Có. Có, khi nó có phần chung thì giao nhau nó khác rỗng. Em chưa loát trống. Ok. Rồi, bắt đầu nhìn lại nhé, cả lớp cùng nhìn nhé. Nào, Thương thử trả lời cho thầy. Thầy đặt tập B ở đây thì tập A giao tập B bằng gì? Bằng rỗng ạ. Rồi, thầy đặt tập B ở đây thì tập A giao tập B bằng rỗng hay khác rỗng? Khác rỗng ạ. Rồi, thầy lại di chuyển tập B như này, vẫn đang khác rỗng nhé. Nó ra vị trí này. Bằng nó cũng vẫn khác rỗng. Rồi. Khác rỗng ạ. Rồi, thế thầy đặt ở đây thì nó thành gì? Rỗng ạ. Ok, như vậy chúng ta có hai vị trí để đặt. Hai vị trí để đặt để nó bằng khác rỗng này, vị trí thứ nhất ở đây. Khi vị trí thứ nhất ở đây ấy, thì em bắt đầu quan sát này. Quan sát ba cái đại lượng này với nhau này. Thì em sẽ đưa ra kết luận đầu tiên, đó là số 0 phải nhỏ hơn 3A cộng 1. Và 3A cộng 1 phải nhỏ hơn số 5. Và 3A cộng 1 này nó có thể đạt được bằng số 0. Đấy, đây là vị trí đầu tiên. Đấy, vị trí số 2. Rồi, thầy sẽ vẽ thêm vị trí số 2 cho các bạn xem nhé. Rồi, để vẽ thêm vị trí số 2 để các bạn nhìn. Cái khó nhất ở bài này đó là các bạn phải nhìn được cái trực quan. Đây, để vẽ lại cái tập A cho các bạn xem này. Tập A thì nó chạy từ 0 đến 5. Đấy, nó như thế này, đây là tập A này. Thì bây giờ thầy lại lấy cái tập B ở dưới, thầy cho nó chạy lên trên. Thì có phải ở cái vị trí này nó lại tiếp tục khác rỗng không? Đây này, dao của nó đây này. Dao của nó đây này, khác rỗng đây này. Các bạn hãy quan sát điều kiện ở đây. Thì điều kiện ở đây cho chúng ta kết quả là gì? Đó là 2A nhỏ hơn 5. Và số 5 này, 2A nhỏ hơn 5. Và số 5 này sẽ nhỏ hơn 3A cộng 1. Ở đây có thể đạt được số bằng. Tại vì hai cái đầu bút này có thể trùng nhau. Ở phía trên thì hai đầu bút này có thể trùng nhau. Như vậy, dựa vào việc các bạn dịch chuyển tập B theo tập A. Nhắc lại, dựa vào việc dịch chuyển tập B theo tập A, thì các bạn sẽ phát hiện được những cái trường hợp giao nhau bằng rỗng hoặc giao nhau khác rỗng. Thầy sẽ mô tả lại một lần nữa để các bạn quan sát. Các bạn hãy cố gắng hiểu được cái cách nó di chuyển nhé. Thì khi các bạn hiểu được cách di chuyển thì
gặp cái bài tương tự các bạn mới có thể làm được. Rồi đầu tiên thầy biểu diễn tập A trước này. Tập A đó là đoạn từ 0 đến 5 này. Đây là tập A này. Sau đó thầy biểu diễn tập B này. Tập B thì là từ 2A đến 3A cộng 1. Tại 2A thì nó là ngoặc tròn. Còn tại 3A cộng 1 nó là ngoặc vuông. Rồi, đây chính là tập B. Chúng ta bắt đầu cho tập B di chuyển. Vị trí đầu tiên như các bạn đang thấy, nó không tạo ra giao điểm. Như vậy A giao B bằng rộng. Sau này người ta sẽ hỏi các bạn đó là trường hợp nào thì nó bằng rộng và trường hợp nào thì nó khác rộng. Thì đây, trường hợp này là nó bằng rộng đây này. Nếu dừng lại ở trường hợp này thì các bạn so sánh điều kiện sẽ là 3A cộng 1 nhỏ hơn 0 các bạn nhé. Đấy, 3A cộng 1 nhỏ hơn 0. Thế nếu nó rơi vào trường hợp này thì các bạn thấy nó khác rỗng rồi đây này. Thì các bạn so sánh thấy là số 0 nhỏ hơn 3A cộng 1 và nhỏ hơn 5. Còn nó rơi vào trường hợp này thì các bạn thấy đó là số 2A nhỏ hơn 5 nhỏ hơn 3A cộng 1. Còn rơi vào trường hợp này thì các bạn lại thấy là số 2A lớn hơn 5. Vậy chúng ta so sánh những cái vị trí tương đối của các số này với nhau thì các bạn sẽ thấy được là khi nào nó giao nhau bằng rộng, khi nào giao nhau khác rộng. Đây, khác rộng đây, bằng rộng đây. Và các bạn thấy là trường hợp này giao nhau bằng khác rộng. Xin lỗi, giao nhau bằng rộng không thỏa mãn. Trường hợp này giao nhau khác rỗng thỏa mãn là hình vẽ số 1. Trường hợp này giao nhau khác rỗng là hình vẽ số 2. Trường hợp này giao nhau khác rỗng không thỏa mãn. Và chúng ta loại. Sau đó các bạn giải cái hệ điều kiện ở phía trên. Gồm có điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai và điều kiện thứ ba. Chúng ta kết hợp những điều kiện này lại thì chúng ta sẽ ra được giá trị của A. Duy Hưng đi xong chưa? Duy Hưng hôm nay em không kịp, em chụp lại màn hình rồi ạ. Ok rồi. Thế thì cái kinh nghiệm của các bạn khi làm những cái bài toán mà tìm m hoặc tìm tham số để nó giao nhau bằng rỗng hay giao nhau khác rỗng ấy, đó là các bạn vẽ trước một tập hợp trên trục số. Tập hợp còn lại các bạn cắt một cái mảnh giấy. Và cách cắt một mảnh giấy nó ngắn ngắn như thế này này. Đấy, nó ngắn ngắn như này thì cái đầu mút này các bạn coi là gì đấy? Cái đầu mút này các bạn coi là gì đấy? Các bạn di chuyển. Vì ở đây thầy dùng phần mềm thầy di chuyển nó dễ nhưng mà các bạn vẽ thì không di chuyển được. Vậy các bạn cắt một tờ giấy như này xong các bạn di chuyển. Thì di chuyển đến đâu thì chúng ta đọc điều kiện đến đấy. Thì các bạn sẽ nhìn ra được điều kiện. Còn bảo là tại sao lại tạo ra điều kiện thì các bạn phải giải thích là nhìn vào hình vẽ chúng ta tạo ra được cái điều kiện đó. Vậy buộc các bạn phải vẽ hình. Bây giờ thầy tóm lại buổi học hôm nay có những nội dung gì? Các bạn cùng nhìn nhé. Nội dung thứ nhất, đó là các bạn được ôn tập về các tập hợp số, gồm có tập số tự nhiên, tập số nguyên Z, tập số hữu tỉ quy và tập số thực R. Và thầy giới thiệu trước tập số phức. Thứ hai, đó là các bạn nắm bắt được thế nào là quảng, thế nào là khoảng này, thế nào là lửa quảng và thế nào là đoạn. Đồng thời thầy giới thiệu cách vẽ của nó trên trục số. Thứ ba, đó là chúng ta thực hiện các phép toán trên trục số. Ở đây các bạn sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Chúng ta đánh dấu ở đâu thì chúng ta lấy ở đấy. Cách làm này hơi khác cách làm trên lớp của các bạn. Đó là đánh dấu ở đâu thì là loại ở đấy. Nó khác nhé. Ở đây là đánh dấu ở đâu thì lấy ở đấy. Nó dễ hơn là cách làm ở trên lớp là loại ở đâu thì lại đánh dấu ở đấy. Các bạn sẽ thấy sự khác biệt rất là lớn.
Cái thứ hai đó là các bạn phân biệt được khi nào chúng ta chuyển dấu ngoặc tròn thành dấu ngoặc vuông và ngược lại khi nào chuyển từ dấu ngoặc vuông sang dấu ngoặc tròn. Các bạn thấy này, ở đây trong cái phép trừ ấy, cái dấu ngoặc tròn này quay lưng thì chúng ta chuyển thành dấu ngoặc vuông. Cái dấu ngoặc tròn này quay lưng lại với cái phần chúng ta đang lấy thì chúng ta chuyển thành dấu ngoặc vuông. Vậy trong phép trừ, ngoặc tròn biến thành ngoặc vuông. Ngược lại, trong phép trừ thì cái ngoặc vuông quay lưng này lại biến thành ngoặc tròn. Ngoặc vuông quay lưng biến thành ngoặc tròn. Đây là một lưu ý rất quan trọng để chúng ta không bị nhầm dấu. Thứ hai đó là gì? Khi các bạn lấy dấu ngoặc tròn hay dấu ngoặc vuông, các bạn quan sát trên hình vẽ thì không bao giờ bị sai. Các bạn nhớ nhé, không bao giờ bị sai về dấu. Vậy thầy đã hoàn thành xong cái việc hướng dẫn các bạn học về các tập hợp số, các tập con của tập hợp số và thực hiện các phép toán trên tập hợp số. Cuối cùng chúng ta xét đến một bài toán nâng cao, đó là tìm điều kiện để hai tập hợp giao nhau bằng rộng hoặc giao nhau khắc rộng. Thì cái phương pháp làm của chúng ta là chúng ta trượt. Trượt là gì? Một tập hợp sẽ được vẽ cố định, tập hợp còn lại sẽ trượt. Trượt đến khi nào thỏa mãn điều kiện thì chúng ta ghi cái điều kiện đó lại. Đấy, các bạn phải thực hành trên cái thực tế thì các bạn mới tạo ra được điều kiện của nó. Chứ không có cái phương pháp nào khủng khiếp để giải được bài toán này đâu. Rồi, phần lý thuyết chúng ta đã trình bày xong. Bây giờ chúng ta sẽ xúc miệng nhẹ với một cái bài toán nhỏ nhỏ.